Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tilong. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn kỹ thuật dựng trái tay chống lại bóng, gò cách xoay xuống của đối phương. Kỹ thuật này rất quan trọng và cần thiết đối với bóng bàn hiện đại. Khi mà tốc độ là ngày càng gia tăng, trình độ của các vận động viên ngày càng phát triển thì bạn rất là khó để mà mình chơi một lối chơi là mình càng sử dụng thuận tay nhiều giống như những cái lối chơi cách đây là mấy chục năm về trước, các thập niên là 80-90. Ở kỹ thuật này thì tôi cũng hướng dẫn các bạn cũng tương tự như cái kỹ thuật là dừng thuận tay chống bóng, gò cát xoay xuống của đối phương. Thì đầu tiên tôi cũng bắt đầu hướng dẫn các bạn là ở tư thế đứng và vị trí đứng. Rồi phần thứ hai là chuyển lực, chuyển trọng lượng và quá trình đánh của cánh tay như thế nào. Và phần thứ ba là tiếp xúc bóng ở đâu, tiếp xúc trên quả bóng, trên mặt bờ. Rồi, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng các ngón tay khi mình đánh bóng như thế nào. Rồi, phần tiếp nữa là tôi sẽ demo thị phạm và hướng dẫn cho các bạn là cách giật quả bóng, gò cắt xoay xuống của đối phương từ cơ bản đến nâng cao như thế nào. Và khi các bạn muốn tập giật mạnh giống các vận động viên chuyên nghiệp thì tôi cũng hướng dẫn cách các bạn dùng lực, dùng cơ bắp, rồi phát lực ra sao. Rồi, và cái phần nữa là gì, là phần cuối cùng thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng cái kỹ thuật này trong thi đấu như thế nào. Và tôi sẽ hướng dẫn sơ những cái tư thế đứng giao bóng tấn công của một số ngôi sao thế giới. Ở cái kỹ thuật này á, thì các bạn là sẽ đứng ở là 1/3 bàn. Khi chúng ta chia bàn ra làm 3 phần thì chúng ta đứng ở 1/3 bàn. Còn nếu như các bạn là đã quen rồi, các bạn là sở trường và các bạn là dịch trái thì các bạn là có thể đứng hơi lệch về gần là trắng giữa bàn một chút, thì cũng giống như là các vận động viên thanh trên đâu họ mạnh trái là họ có thể là dành cái phần diện tích trái là nhiều hơn. Nhưng mà khi tập kỹ thuật này á, thì các bạn là nên đứng ở cái góc trái tay. Dù sao thì phải tay mình cũng mạnh hơn, nhưng mình dành cái phần diện tích cho mình phải là nó nhiều hơn. Rồi còn tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn trên bàn đứng. Thì lúc này á, là vị trí đứng của chúng ta ở 1/3 bàn. Chúng ta lúc này thân người chúng ta sẽ hướng về đường chéo, hướng đối diện với đối thủ. Rồi các bạn luôn luôn nhớ là gì? Cái chân phải chúng ta là cũng thấp hơn cái chân trái, là cái bàn chân của chân phải mở ra thành chữ V. Rồi đầu gối là khuỵu gập nhiều và lưng cũng gập một góc 45 độ so với cái mặt bàn. Và cái điều quan trọng là các bạn phải nhớ là gì, nhóm gót lên, mình đứng bằng nửa bàn chân trước nha. Rồi ở các bạn lưu ý ở kỹ thuật này chúng ta phải gập khuỵu trọng tâm thấp nhiều hơn là khi chúng ta là dựng xoáy lên, trái tay xoáy lên nha. Là vì là khi chúng ta thấp phải luôn luôn cái tay tập hợp của chúng ta là phải thấp hơn bóng ha, thì lúc đó cái gì mình tiếp xúc nó mới tốt, tầm mắt mình thấp mình tiếp xúc mới tốt, nó không bị dính lưới. Nếu như mình thực hiện kỹ thuật này nó đang xoáy xuống mà mình đứng cao quá, tay mình cao bằng bóng hoặc trên bóng thì mình quýnh người ta rất là dễ bị tuột lưới nha. Thì các bạn lưu ý là gì, trọng tâm là phải thấp hơn để cho cái tay chúng ta lúc nào cũng phải bắt đầu là thấp hơn cái quả bóng thì nó mới tốt nha. Rồi tiếp theo là tôi sẽ nói về cái cách là chuyển lực của kỹ thuật này, thì cũng tương tự như cái kỹ thuật giật trái tay xoay lên, mà kỹ thuật này nó khác một chút là do nó xoay xuống quả bóng sang, nó có xoay xuống. Thì khi đó các bạn phải nhớ là gì, chúng ta là phải chuyển lực xuống một tí xíu nha. Thì chúng ta bắt đầu là chúng ta khuỵu nhẹ cái đầu gối của chân trái, thì sau đó khi chúng ta đạp cái chân trái lên nè, đạp cái chân trái chuyển lực sang, chuyển hết cái trọng lượng của bạn sang cái chân phải ha. Thì khi mình chuyển chân nè, mình kết hợp xoay hông đồng thời theo nha, chuyển đạp lên, chuyển xoay
ha. Rồi đạp lên chuyển xoay hông. Thì sau khi xoay hông xong thì tiếp tới là cái quá trình đánh của cái tay như thế nào. Thì các bạn lưu ý là cái cùi chỏ của mình là phải giữ nó cố định, không sát nhiều quá, cũng không thở lên cao quá, treo vậy mình cũng rất là khó đánh. Với kỹ thuật treo vậy thì mình để dành để đánh những cái quả ở trên bàn, những quả flick trên bàn ha. Còn đây là các bạn nhớ đây, cùi chỏ mình giữ ha. Rồi lúc này á, rồi cùi chỏ mình nó có phản thở tương đối so với cơ thể nha ha. Rồi lúc này là tay của mình á là nó hơi thấp một tí xíu là so với đánh đều nha, thấp một tí xíu để vì lúc nào cái tay cầm bầu là phải thấp hơn bóng nha. Rồi thì khi mình xoay hông xong, chuyển trọng tâm xoay hông chạm cái quả bóng, đây là bạn bắt đầu giai đoạn một nè. Giai đoạn một chạm quả bóng xong thì lúc đó tay mình tới giai đoạn hai, cũng tương tự như cái kỹ thuật là giật phải tay chống bóng gò cắt xoay xuống hơn, thì đến giai đoạn hai bạn mới sử dụng cái đánh tay nha. Thì khi đó là mình tùy theo mình cơ bản là gì, mình chắc không, mình chắc tay tạo vòng cung. Rồi khi mình quen rồi bắt đầu mình sử dụng cái cổ tay mình lắc cái thêm cái cổ tay và xoay xoay bắt tay này, xoay kết hợp cùng một lúc xoay ha. Rồi đây, rồi khi các bạn quen rồi bắt đầu mình tập phát lực. Mình tập phát lực thì giống như cái kỹ thuật là mình đóng là rờ be đó, thì khi vô mình phải chắc và đến cái giai đoạn nâng cao nữa thì gì, mình chắc và bắt đầu lái cổ tay theo ý muốn của mình. Lúc đó là vừa tạo một cái cú đánh vừa quy lực vừa tốc độ và vừa chuyển hóc ra những cái điểm rơi cực khó trên bàn, thì khi đó là các bạn là bạn trình độ của các vận động viên chuyên nghiệp. Rồi phần tiếp theo thì tôi sẽ nói về cái khoảng cách của cái cơ thể đứng so với bàn và cái thời điểm đánh của kỹ thuật này ha. Thì điều đầu tiên là cái khoảng cách thì cũng giống như là cái kỹ thuật giật phải tay ha. Thì các bạn nhớ là khi mà mình gặp bóng cắt gò xoay xuống á, thì cái bóng nó có xu hướng nó đứng lại hoặc có xu hướng là giật lui về, nên mình không thể mình đứng xa như khi mình đánh bóng xoay lên. Bóng xoay lên nó là nó giọt xa mà, thì khi đó là mình đứng nó hợp lý nhất là gì ha, là cách bạn khoảng 30 cm. Nhưng mà để dễ hình dung á, là khi cái tư thế thủ nè, các bạn hình dung nè, cái cẳng tay nè với cái đầu gờ mình vừa đủ gần với cái mép bàn là cái cự ly mình tốt nhất. Nếu như mình đứng dậy ha, thì bắt quá gần bàn ha, thì đối phương có thể họ cắt họ gò trái bóng là sau cuối bàn nó làm chẳng mà mình đứng như vậy là mình dễ bị thốn bóng, là không có khoảng cách để mình dừng tấn công nha. Rồi nếu như các bạn đứng ở khoảng cách là hơi xa so với bạn, thì khi mà đối phương là gò cắt bóng là còn ở gần bạn, thì khi đó chúng ta là sẽ bị thiếu tay, là chúng ta rất là dễ bị quật tay ở phía trước ha. Rồi thì khi các bạn đứng ở cự ly xa này á, thì mình á là để chỉ để chống lại những cái quả cắt bóng tấn công là có lực của đối thủ, giống như là cái clip mà tôi đã hướng dẫn các bạn về kỹ thuật gò cắt bóng tấn công ha. Rồi thì thực sự là chúng ta là nếu như chúng ta tốt thì chúng ta vẫn có thể chống lại cái quả mà cắt bóng có lực của đối phương bằng cách là chúng ta vẫn đứng ở cự ly là gần bàn, là chúng ta giật sớm nhịp hơn, là chúng ta giật là bay luôn thì vẫn được. Rồi tiếp theo là tôi sẽ nói về cái thời điểm mà đánh trái bóng như thế nào. Thì điều đầu tiên là các bạn là khi các bạn là mới tập là kỹ thuật này, các bạn là chúng ta là quen với kỹ thuật là giật tạo xoáy vòng cung hay còn gọi là lúp á, thì lúc này chúng ta là nên chờ trái bóng là nó lên đỉnh cao nó hơi rớt xuống ha, là 1, 2, 3, 4 ha. Thì khi mình mới tập thì mình nên càng chờ trái bóng có nhiều thời gian mình canh nó thì nó càng tốt, càng chính xác nha. Ha, chờ xuống ha. Rồi các bạn nhớ là tạo cái lực bật nha. Rồi
Rồi ở khi các bạn đã quen rồi thì rồi các bạn là muốn tập giật cho trái bóng nó mạnh hơn, muốn tập giật phát lực, thì lúc này á là mình sẽ về đánh trái bóng là trên đỉnh cao nhất, đó là thời điểm vàng. Thì các kỹ thuật cũng vậy, thời điểm vàng là thời điểm ở trên đỉnh cao nhất nha. Thì lúc này mình xoay ha, gần các bạn nha. Rồi rồi khi các bạn một cái nâng cao nữa là khi các bạn quen và gặp những cái đối thủ mà họ gõ các bóng nó quá tốt, họ các tốc độ nhanh, tốc độ nó lực, thì khi đó là chúng ta là giật cái bóng là vừa nãy lên, hay còn gọi là nửa nãy là nửa của vòng cung á, hay còn gọi mình còn gọi là dummy á, dummy. Thì khi các bạn quen thì các bạn mới đánh là dummy được. Các bạn là để ý là các vận động viên là Nhật Bản là họ bây giờ là họ đánh là cái nhịp 3 và cái nhịp 2 không, là họ ít khi nào là họ chờ cái nhịp 4 nha. Khi mà lên đỉnh cao rồi á là cái nhịp 4 là khi chúng ta là không kịp đánh hay chúng ta ở vào những cái tình huống bất lợi thì mình phải đánh cái nhịp 4. Đối chơi hiện đại bây giờ thì thường đánh cái nhịp 3 hoặc nhịp 2 vừa nãy lên cao nhất. Rồi phần tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái điểm tiếp xúc ở trên quả bóng và trên mặt đợt như thế nào ha. Thì điều đầu tiên thì tôi sẽ nói về điểm tiếp xúc trên cái mặt đợt. Thì các bạn chia đợt ra làm đôi nha. Thì mình cũng vậy, cái điểm tiếp xúc tốt nhất là ở nửa trên gần đầu đợt ha. Thì các bạn lưu ý, nếu như cái cao thủ càng vận động viên cấp cao họ có thể chia đợt ra làm 3 phần luôn, thì bóng nó càng đầu đợt thì nó càng lực nhất, xoáy nhất. Thì cái đó là nguyên lý cánh tay đòn rồi ha. Thì khi chúng ta càng đầu đợt nó mạnh, nếu các bạn thấy một số trường hợp khi chúng ta là chạm bóng là gần cán đợt thì nó dễ bị tuột lưới, nó bị rớt lưới là do là nó thiếu lực đó. Thì cái đó là nguyên tắc cánh tay đòn ha. Rồi cái điểm tiếp xúc ở trên cái quả bóng thì các bạn hình dung cái quả bóng như kim đồng hồ kim, thì chúng ta xoay lên là chúng ta tiếp xúc ở điểm 2 giờ đúng không các bạn. Còn xoay xuống lúc này thì tương tự như cái kỹ thuật giật thuận tay chống bóng cắt xoay xuống của đối phương á, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đầu tiên cái mặt vợt chúng ta các bạn có thể đứng 90 độ và chưa quen các bạn cũng, nếu các bạn có thể mở ngửa hơn một tí xíu hơn 90 độ cũng được. Lúc đó mình chạm vào điểm ở dưới bóng là từ 4 giờ ha. Mình chạm xong cái bắt đầu mình xoay choàng lên 3 giờ nha. Thì lúc này là cái điểm tiếp xúc dành cho người mới bắt đầu nha. Thì mình tiếp xúc ở dưới đích bóng thì nó dễ qua lưới, nó dễ tạo vòng cung nhất, nó không bị rớt lưới ha. Thì khi các bạn quen rồi á thì lúc này cái mặt vợt mình mới điều chỉnh, mình úp dần ha, mình úp dần thì góc mặt vợt khép dần 90 80 60 45. Thậm chí những vận động viên cấp cao bạn thấy là họ ép thẳng 45 độ như Ma Long hoặc Phan Trên Đông, mà ép thẳng luôn, thì do cái lực xoay hông đúng thời điểm của họ, họ đánh đúng thời điểm, họ đánh rất tốt rồi, rồi cái cổ tay của họ khỏe nữa, thì khi đó là họ ép mặt và họ vẫn tạo được ma sát, vẫn tạo lực, vẫn đánh mạnh được ha. Còn mình chưa quen thì các bạn nhớ nha. Rồi thì lúc này á, để rồi tôi sẽ bật mí, thì chúng ta cũng vậy, sử dụng các bạn xem lại cái clip mà tôi hướng dẫn các bạn là giật trái tay xoáy lên á, thì mình cũng dùng nguyên tắc là vặn nắp chai nha. Thì các bạn chú ý là cái ngón cái này với lại cái ngón trỏ nè, mình tạo cái lực ngược nha. Cái ngón cái mình lực ngón cái mình lên, lực ngón trỏ mình xuống, thì lúc này mình sẽ chỉnh được cái mặt vợt nè, mình chỉnh lực được cái mặt vợt, mình sẽ choàng được cái quả bóng nè. Thì lúc này mình sẽ tạo được cái vòng cung và dễ tạo xoáy cho cái quả bóng nếu như các bạn có hai cái ngón tay này nha.
đây. Khi các bạn mới tập thì các bạn chỉ cần tập sức bật của chân, không? Mình ngồi xuống, mình đứng lên. Khi mình bật cái chân vô trái bóng thì tay mình bám chắc để tạo cái lực bám dính, thì mình làm quen cái trái bóng vòng qua nữa. Khi đối phương á cắt vào bóng sang thì các bạn đầu tiên là trọng tâm ha, và chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải và xoay hông ha. Rồi và lúc này á, khi các bạn làm quen rồi mình thả lỏng cái cổ tay ha, thì mình sử dụng xoay hông thêm cái cổ tay để tạo xoáy vòng cổ chân qua vòng. Xoay hông và khi tiếp xúc bóng nha, mình sử dụng lực cẳng tay nè và bàn tay mình bấm chắc, khi mình tiếp xúc bóng chắc và mình chắc bàn tay và đồng thời là chắc cái hông mình chạy nè. Chắc giờ tôi sẽ mô phỏng cái kỹ thuật giật trái phát lực tạo quy lực ha. Thì các bạn hình dung nè, chúng ta chuyển lực, chuyển trọng tâm nha, từ chân trái sang chân phải. Và các bạn nhớ khi mà mình đánh vào cái mục tiêu á thì cái hông bên trái nè và cái bàn tay của mình phải chắc cùng một lúc nha, hai cái hông tay nè chắc cùng lúc nha. Rồi đây xuống rồi nè, bật cái hông xoay nắm mục tiêu đó. Tôi sẽ bắt đầu bằng cái giao bóng tấn công là khi giao bóng thì các bạn nhớ là giống như kỹ thuật là giật thuận tay, là khi mình giao bóng xong bật tiếp xúc bóng chạm bàn thì các bạn phải xoay vào vị trí tư thế chuẩn bị là mình là đối diện với đối thủ và mình phải thủ là 50-50 nha. Rồi đây rồi các bạn thường hay có lỗi gì? Một, các bạn khi giao sang, các bạn chờ bóng sang bàn của đối phương xong, các bạn nhìn xem là nó vào đúng ý mình chưa, rồi lúc này mình mới xoay vào tư thế chuẩn bị, khi đó có đối thủ bất ngờ gò cắt sang là mình không có thời gian để mình chuẩn bị ha. Rồi cái thứ hai nữa là khi mình giao bóng xong á, mình giao bóng xong là các bạn là hay chuẩn bị được phải tay trước, khi đối thủ nó gò cắt ép cản mình là mình không thực hiện được cái kỹ thuật là dừng trái tay này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ nói sơ về tại sao một số ngôi sao thế giới là các bạn thấy là họ đứng ở cái vị trí là giao bóng là khác so với chúng ta là được tập luyện. Thì khi mà họ cảm thấy là giật trái tay họ mạnh, họ sở trường là giật trái và họ sử dụng càng trái rất là nhiều, sử dụng giật trái tay rất là nhiều trong thi đấu, thì khi đó là
họ có thể đứng là lệch vào gần ở giữa bàn luôn, đơn cử như là Phan Trên Đông, là các bạn thấy là anh ta thực hiện cái kỹ thuật là giao bóng sấy ngược sau, là anh ta dành một cái diện tích để gì sử dụng là trái tay rất là rộng nha. Rồi đây là Rimorat. Rimorat thì các bạn thấy là có số chiến thuật anh ta đứng thẳng sang gì, đứng thẳng sang cái góc phải luôn, thì khi anh ta giao xong thì anh ta cũng sử dụng cái kỹ thuật dịch trái tay, hoặc là gì như các bạn thấy là ngôi sao đó Charles là cũng vậy ha, là anh ta sử dụng cái cú giao bóng trái tay rất là nhiều để anh ta sử dụng cái kỹ thuật là dịch trái tay này. Thì cái bí mật đó là gì? Thì các bạn đứng ở cái vị trí này, khi đối phương là cắt ép trái, gò ép trái mình, thì khi đó là mình sử dụng được gì? Cái lực xoay nhiều hơn nè, cái lực xoay của mình lớn hơn, là mình tạo cái uy lực cho cái quả giật trái mạnh hơn nha. Còn nếu như mình đứng sát góc này ha, và đối với thủ là họ cắt ở trước bụng mình, thì cái lực xoay của mình ít nè, cái lực xoay của mình nó nhỏ, thì mình dâng nó sẽ không mạnh bằng ha. Rồi khi mình đã tự tin giật trái rồi là mình có thể mình đứng ở ngay giữa bàn luôn, là mình sử dụng trái tay nha. Chúc các bạn thành công.